Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2022, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Chí Việt tổ chức chương trình về nguồn ATK Định Hóa Thủ đô Gió Ngàn cho trường tiểu học Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa, không chỉ góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng của dân tộc mà còn tăng cường tính trải nghiệm, sự gắn kết, tinh thần làm việc theo nhóm của các em học sinh. Với hành trình một ngày tại ATK Định Hóa, điểm đầu tiên trong hành trình của đoàn là nhà tưởng niệm Bác Hồ trên đỉnh Đèo Re. Tại đây, đoàn đã tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và nghe hướng dẫn viên thuyết minh về khu di tích. Đoàn cũng đã đến tham quan nhà trưng bày bảo tàng ATK, nơi lưu giữ hơn 300 tài liệu, hiện vật giới thiệu về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ giai đoạn 1946-1954, thăm di tích Lán Tỉnh Keo, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ ngày 6 tháng 12 năm 1953. Bên cạnh việc tìm hiểu về lịch sử dân tộc, những giá trị về văn hóa, du lịch của địa phương, các em còn được rèn luyện các kỹ năng thông qua các hoạt động trải nghiệm do Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Chí Việt tổ chức. Các em được tham gia các hoạt động kết hợp giữa vận động, học tập và thư giãn với nhiều trạm trải nghiệm hấp dẫn như cội nguồn cách mạng, thành lũy lòng dân, con đường lịch sử, du kích dũng cảm, bước chân thần tốc, hoạt động STEM mộc, trải nghiệm robotics và hoạt động team building tinh thần đồng đội. Mỗi trạm trải nghiệm đều được hướng dẫn bởi những huấn luyện viên của công ty được đào tạo bài bản, có chuyên môn trong việc dẫn dắt, thu hút học sinh. Hành trình về nguồn ATK Định Hóa Thủ đô Gió Ngàn vô cùng ý nghĩa đã khép lại với thầy và trò trường tiểu học Ôn Lương, huyện Phú Lương. Chương trình không chỉ giúp các em có thêm kiến thức, niềm vui mà còn hoàn thiện kỹ năng, thích ứng với cuộc sống, tự tin, thể hiện bản thân. Con tên là Nguyễn Kim Dung, học lớp 4B trường tiểu học Ôn Lương. Hôm nay con được nhà trường đưa đi ATK Định Hóa và biết về lịch sử ở một nơi ở tỉnh Thái Nguyên. Con cảm thấy rất là vui và được trải nghiệm những trò chơi, được học về kỹ năng sống trong cuộc sống. Con cảm thấy rất là ý nghĩa. Thực hiện cái kế hoạch năm học 2022-2023 của trường tiểu học Ôn Lương thì ngay từ đầu năm học thì là nhà trường cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch, trong đó thì có cái kế hoạch trải nghiệm cho các em học sinh. Thế thì hôm nay là một cái dịp mà nhà trường phối hợp với hội cha mẹ học sinh cùng với Trung tâm Xúc tiến Du lịch của tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức cho các em học sinh, các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh trải nghiệm về nguồn ATK Định Hóa Thái Nguyên. Với một cái mục tiêu là thứ nhất, các em đã được tìm hiểu ý nghĩa lịch sử về khu vực ATK Định Hóa Thái Nguyên. Thứ hai là các em được tham gia trải nghiệm các hoạt động vui chơi và các cái hoạt động thiết thực, các cái trò chơi giúp các em là có cái tính kiên nhẫn, thông minh, sáng tạo, linh hoạt. Và qua đây thì tôi cũng thấy được là các em học sinh rất là tự tin, rất là náo nhiệt, rất là vui nhộn và các em có cái sự đoàn kết cũng như là cái sự động viên kịp thời của các bậc phụ huynh. Sau 2 năm do ảnh hưởng dịch bệnh Covid cho nên là các em cũng chưa được tham gia trải nghiệm, thì qua đợt này thì tôi thấy là các em được tham gia như vậy thì giúp các em là có cái tinh thần phấn đấu trong học tập và rèn luyện, và các em đã được tìm hiểu ý nghĩa lịch sử nơi quê hương cách mạng ATK Định Hóa Thái Nguyên.